Xin chào các bạn, quay lại các bạn ngày hôm nay thì sẽ lại là một video về chia sẻ kiến thức. Và cái video ngày hôm nay sẽ có nội dung là hướng dẫn cho các bạn cách cắm cái tín hiệu âm thanh từ TV xuống loa sau 3. Và sau đó thì sẽ là phân tích các cái đường tín hiệu, từng đường tín hiệu âm thanh một, xem các cái đường tín hiệu đó thì đường nào là hay và hiệu quả nhất. Ok, chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Hướng dẫn các bạn cái cách mà cắm TV xuống loa sau 3 trên hai cái đường là đường cáp quang optical và đường HDMI ARC. Thì các bạn lưu ý là cắm là chỉ sử dụng là một trong hai đường này thôi, chứ không phải cắm cả hai đường các bạn nhé. Cắm một là cáp quang, hai là HDMI. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cắm cáp quang trước. Thì đầu tiên mình sẽ các cái dây cáp quang mới nó sẽ có cái đầu cao su bọc như này, thì mình sẽ phải rút cái đầu cao su này ra này. Nhiều bạn không để ý thì lại không rút ra thì không thể cắm được vào, hoặc cắm vào nó rất là vướng không vào được. Đấy, mình rút ra. Sau khi rút ra thì các bạn thấy được cái dây cáp quang nó có một cái hình khá là đặc biệt, hình giống như hình thang. Thì các bạn phải cắm đúng chiều nó mới vào. Thì mình sẽ cắm vào TV trước. Thì ở mỗi cái TV thì cái lỗ nó lại cáp quang đấy lại được bố trí ở một cái vị trí khác nhau. Thì như TV của mình thì đây, cái lỗ cáp quang của nó đây, thì mình sẽ cắm vào. Thì ngay sau khi cắm vào đường cáp quang thì ở cái đầu dây bên kia các bạn đã nhìn thấy một cái ánh sáng đỏ nó chiếu ra. Đây chính là nó biểu hiện là cái đường truyền cáp quang đã truyền tốt từ TV xuống. Cái đường cáp quang đầu còn lại thì nó cũng giống như đầu kia thôi, thì mình sẽ cắm vào loa sau 3. Và mỗi loa sau 3 thì cũng bố trí ở một vị trí khác nhau. Thì đây là con JBL 3.1 của mình, thì nó bố trí ngay ở vị trí này, thì mình sẽ cắm đúng chiều. Thì các bạn cắm lưu ý cắm ấn mạnh và nó kêu tạch một cái và nó vào khớp, thì như vậy là đã kết nối xong. Thì sau khi kết nối thì các bạn sẽ phải làm một cái bước là chuyển cái đường vào âm thanh trên loa sau 3 sang cái đường cáp quang. Vì sau 3 nó có rất nhiều đường kết nối nên khi các bạn cắm đường nào thì các bạn phải chọn ở trên loa sau 3 là đường đó. Đây ví dụ như là OPT, đây là biểu thị cho đường cáp quang ở trên thanh sau 3 của mình. Và còn một bước cuối cùng đó là cái bước mà các bạn phải cài đặt trên TV. Mỗi cái TV thì sẽ có một cách cài đặt khác nhau, nhưng nói chung nó sẽ có các cái cài đặt như sau, mình sẽ hướng dẫn luôn. Thì đầu tiên là các bạn vào cái mục âm thanh của cái phần cài đặt TV. Sau đó chúng ta chọn đến cài đặt phần loa. Thì ở đây nó sẽ có một cái cài đặt, các bạn lưu ý là đầu ra âm thanh TV. Như ở đây mình đang để loa TV, thì các bạn sẽ ấn vào. Thì các bạn phải chọn sang là đầu ra âm thanh. Như ở đây nó ghi là đầu ra âm thanh này sẽ cho các âm thanh ra cổng quang học. Hoặc là một số TV có hỗ trợ HDMI thì ở đây nó sẽ ghi là HDMI ARC. Thì các bạn phải chọn ở đây thì nó mới biết là mình xuất ra tín hiệu âm thanh qua đường nào. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về phần cài đặt âm thanh ở trong mục cài đặt bổ sung. Hay là một số TV thì nó hiện là cài đặt nâng cao. Thì các bạn sẽ phải chọn ở cái phần định dạng âm thanh này. Nếu như mà âm thanh đang ở dạng Dubai Digital thì các bạn phải chuyển sang PCM. Và ở mục Dubai Digital Complex thì đang là RF thì các bạn phải chuyển sang Live. Và cái bước cài đặt ở mục cài đặt bổ sung này các bạn chỉ cần làm nếu như trong trường hợp các bạn cắm đường âm thanh ra nhưng mà loa các bạn vẫn không kêu, thì các bạn phải vào đây để cài đặt như mình vừa hướng dẫn. Thì mình sẽ đưa ra thống kê về tất cả các đường tín hiệu âm thanh mà có thể truyền được từ TV xuống loa sau 3. Thì chúng ta sẽ có đường HDMI này, đường cáp quang optical, đường cáp đồng trục coaxial, đường RCA hay là AUX 3.5, và cuối cùng sẽ là đường Bluetooth không dây. Thì theo các cái hãng âm thanh thì các cái mức độ ưu tiên của các cái đường này thì nó sẽ như sau. Đầu tiên cái mức độ ưu tiên cao nhất sẽ là HDMI, sau đó là đến optical. Vì sao là hai cái đường này lại được ưu tiên hơn cả? Vì nó truyền tín hiệu âm thanh số. Vì thế nên là nó sẽ có các cái hiệu ứng âm thanh hay hơn và tốt hơn nhiều so với các cái tín hiệu analog thông thường. Đó. Tiếp đến là cái tín hiệu về các đồng trục coaxial. Thì cái tín hiệu các đồng trục coaxial này nó cũng giống như cáp quang, nên nó cũng là truyền tín hiệu số, nhưng mà do giới hạn của cái công nghệ cũ nên cái đường này thì bây giờ cũng gần như là đã được loại bỏ khỏi các cái thiết bị mới bây giờ rồi. Đó. Thì tiếp đến thì chúng ta sẽ là nói đến cái đường RCA hay AUX 3.5. Thì hai đường này thì đều là truyền tín hiệu analog, là tín hiệu tương tự. Và khi truyền tín hiệu tương tự ấy thì nó sẽ không đưa được các cái công nghệ giải mã và mã hóa DTS:X hay Dubai Digital, Dubai Atmos đấy. Nên là về hiệu ứng âm thanh giả lập 5.1, 7.1 là nó sẽ không giả lập được và không tạo được nên cái hiệu ứng 5.1, 7.1.
Đó. Và cái đường cuối cùng sẽ là cái đường truyền không dây Bluetooth. Thì cái đường truyền này các bạn dùng để truyền từ điện thoại vào loa thì ok, nhưng với cái công nghệ Bluetooth của TV khá là kém, nên là khi các bạn truyền qua TV mà dùng Bluetooth thì sẽ khá là kém này, và thiếu sự ổn định, có nghĩa là nó không ổn định. Đó. Vậy dựa vào cái thông tin mà mình vừa cung cấp ở trên thì các bạn cũng có thể biết được rằng là hai cái đường tín hiệu âm thanh là HDMI và cáp quang optical sẽ là hai đường tín hiệu được ưu tiên lên hàng đầu. Và hai cái đường này thì nó sẽ có sự khác nhau như thế nào? Thì mình cũng sẽ nói luôn là với đường HDMI ấy, thì ngoài truyền cái tín hiệu âm thanh số thì nó còn truyền cả tín hiệu hình ảnh, tín hiệu điều khiển, tắt bật TV, hay là đồng bộ âm thanh, hay là truyền các cái tín hiệu giải mã và mã hóa công nghệ số là DTS:X, Dubai Digital hay Dubai Atmos để là những tín hiệu mà tạo nên cái âm thanh vòm trong phim ảnh 5.1, 7.1 đấy. Thì chính vì thế nên là khi mà các bạn mà có nhu cầu xem phim chất lượng cao qua các cái HD Box hay là qua các cái ứng dụng Netflix cao cấp ấy, thì các bạn sẽ nên ưu tiên sử dụng cái đường này. Và cái đường HDMI này thì thường những cái TV nào mà có cái HDMI ARC thì các bạn mới nên cắm đường này. Còn các cái TV thường mà không có ARC thì sẽ không cắm được. Và cái việc cắm này thì sau khi cắm các bạn phải cài đặt nữa. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn ở cái phần cuối của video này. Và tiếp đến là cái đường optical cáp quang. Thì cái đường này thì cũng sẽ giống như cái đường HDMI là nó cũng truyền âm thanh số. Nhưng cái đường truyền tín hiệu của nó sẽ là đường truyền ánh sáng nên là chất lượng khá là tốt. Thường cái đường này thì lại dễ sử dụng nữa, nên là các bạn sẽ ưu tiên sử dụng cho những người mà có nhu cầu hay nghe nhạc và nghe nhạc trên TV hoặc là qua các cái ứng dụng YouTube trên TV đó. Ok, và đó là tất cả những chia sẻ của mình về các cách kết nối giữa TV và loa sau 3. Và các bạn có bất cứ cái thắc mắc nào hãy để lại comment phía dưới, mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.